trở về đây lúc đêm vừa lên. Giang mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư âm ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu có trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vòng công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng yên cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lâu, thời gian nào vội xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Về đây lúc đêm vừa lên, giang mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư âm ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vòng công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng yên cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà. Ân tình xưa đã lâu, thời gian nào vội xóa, kỷ niệm đầu ái đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Thế giới đài với bừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Thoáng một cái đã lên cuối tuần và hôm nay là thứ 6, ngày mai là thứ 7. Và ngày mai sẽ là rất nhiều những bác ở xa quê hoặc là những người sẽ tổ chức về quê để đón rằm tháng 7 với gia đình. Và hôm nay thì em sẽ lên một video mới giới thiệu chiếc đài Aiva. Chiếc đài Aiva này có mã là Aiva V2. Chiếc này thì hình thức đẹp xuất sắc, chất âm thì có thể nghe rất là mềm và cái độ quyến nghe nó rất là luyến láy trong cái câu từ, nghe rất là hay. Và sở hữu hai loa bass và hai loa jack, con này gọi là đài có hai đường tiếng. Ngoài ra thì nó có ở hai loa này nó có một cái lỗ thông hơi sang đây. Đấy,
nên khi mà nghe giải bát xuống sâu thì nó sẽ dội sang bên này, nghe tiếng rất là hay. Con này thì chiều ngang là 65 cm và chiều cao là chính từ cao cả quai ấy, là 37.5 cm. Chiếc này nó giống như chiếc dòng một số dòng đài Victor, nghĩa là quai của nó là quai cố định, không thể gập xuống được. Đấy. Sở hữu thì hai cửa băng. Ngoài ra thì có AM và FM. Con này FM full 108 bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Hai cửa băng thì hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng và đài thì vô cùng đẹp. Con này có thể nói là một trong những chiếc đài đẹp xuất sắc. Em sẽ tiến camera lại quay hình thức của chiếc đài cho các bác để các bác cùng tham khảo thông tin. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 7.500.000 đồng, trừ một phí ship. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi xem và mua hàng. Địa chỉ ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì bên em có giao hàng toàn quốc. Các bác ta xem nhá. Những chiếc đài mà đẹp ấy thì thứ nhất là nó phải không được bong chóc. Mặt này là mặt phay nhôm. Đấy. Nó không được bong chóc ra. Khi mà bong chóc rất là xấu. Đấy các bác nhìn phần mặt nhôm, tất cả là nhôm nhá. Đấy, nhôm phay. Nhôm phay dạng phay xước. Đấy. Núm nút của nó thì phải nói là vô cùng sáng bóng loáng. Đấy, các bác nhìn đây. Con này thì có chế độ nhớ bài 10 bài. Đấy, rất nhiều cái chức năng ăn chơi. Con này có cả DNS chỉnh phần DNS. Con này chỉnh check riêng này. Đấy. Và con này thì có cả phần volume cho Shell và mode. Đấy. Phần này là phần dock đi, nghĩa là mình có thể để hoặc là tắt đi. Ở đây nó có cái giải đèn LED ở đây. Con này thì ngoài cái tính năng chơi nhạc thì có là chơi phono này. Nghĩa là chơi được cả line in được phono, cắm chung một cổng. Ngoài ra cái nút này là nút chơi tape. Nút này là chơi dạng AM, nút này là FM. Đấy. Còn đây là cái phần dò đài hay còn gọi là tuning. Đấy. Loa của nó thì cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây ạ, em sẽ quay cho các bác xem. Loa thì cái hộp của nó bằng cái thùng loa nó bằng gỗ ạ, nên là chất âm của nó nghe rất hay. Đây. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video bên em đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau nhé. Đấy. Các bác thấy không phải kênh nào cũng có sản phẩm nhiều như bên em để đăng bán. Bên em chủ yếu làm các dòng đài của hãng Sharp, hãng Nationa và ngoài ra có một số những sản phẩm đặc thù mà nó gọi là nó làm đặc biệt một chút thì cũng có kinh doanh. Bên em nhận mua hàng cho các bác tất cả các sản phẩm đồ điện tử gia dụng từ các nước trên thế giới thông qua hình thức mua eBay hoặc đấu giá. Đấy. Các bác nhìn cái núm nút của nó sau 3-40 năm rồi nhưng rất đẹp. Bên em thì chủ yếu làm đài cassette tuyển chọn, hình thức phải đẹp nhưng thường lại đổi lại thì giá của nó hơi mắc. Đấy. Chỉ đẹp em mới mua thôi. Rồi và em sẽ tiếp tục test thêm một cửa số 2. Mỗi một video em sẽ thường test khoảng tầm 10 hơn 10 phút một chút. Đấy. Bác nào quan tâm đến những sản phẩm trên thì có thể liên hệ số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên em sẽ gửi thông tin chi tiết bao gồm có ảnh chụp các góc cạnh. Đấy. Và ngoài ra thì có ship COD toàn quốc, sản phẩm dưới 5 triệu đồng hoàn toàn không phải cọc tiền, không phải trả bất kỳ một chi phí gì trước. Hàng sẽ gửi đến tận tay các bác nhận hàng, kiểm tra thoải mái và trả tiền. Sản phẩm trên bán bảo hành 3 tháng sử dụng, cam kết sản phẩm chưa sửa mạch. Đã thay dây cu loa bảo dưỡng toàn bộ phần cơ để các bác về chơi đài hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Hàng này là hàng mua đấu giá ở riêng hữu của Nhật. Đấy. Có một số bác có hay hỏi những cái đồng hồ mà em để trên bàn này thì cũng xin thưa các bác là những đồng hồ này em để mua về để quay phim, nghĩa là để thỉnh thoảng thay đổi cảnh quay. Đấy, chứ hoàn toàn không bán. Em có khoảng tầm 15 chiếc nhưng mà em sẽ không bán ạ. Bởi vì những chiếc này ở Nhật thì mua nó cũng khoảng tầm gần 3 triệu đồng, chưa tính phí vận chuyển về Việt Nam. Đấy. Hàng không bán. Và bây giờ em sẽ mời toàn thể các bác thẩm thêm phần âm cửa số 2 nhé. Cửa số 2 thì em xin phép là test một đoạn ngắn đấy ạ. Bởi vì trong khuôn khổ video có giới hạn thì em sẽ test các tính năng để các bác biết là đài nó hoạt động hoàn hảo các tính năng. Và full chức năng nhé. Và bán là các bác được kiểm tra thoải mái, sau đó mới trả tiền. Cái này thì các bác mua là hàng là phải cọc tiền, cọc cho em 300 ngàn hoặc 500 ngàn. Em sẽ ship hàng đến tận tay các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái và trả tiền. Nghĩa là bật đài lên test các tính năng như em đang mô tả đấy. Ba tháng hậu phương yên bình, vì
vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sáng đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, trôi đi miệt mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vị lại đi, nhọc hơi đâu đêm mỏi tháng ngày. Khi cánh dù mang tin lại những lá thư xin đọc truyền, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai. Những lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người thường, không áo xanh xa anh đèn phố tìm, nên dấu mùa xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng yêu cả người thương. Thế giới đài xin tạm dừng phần test tính năng và giới thiệu chiếc đài của hãng Aiva có mã là Aiva V2 tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em thuyết trình, giới thiệu các sản phẩm đài cassette tuyển chọn. Chúc các bác có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bác nào quan tâm đến những sản phẩm trên thì có thể liên lạc trực tiếp số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên em có giao hàng toàn quốc. Công khai giá sản phẩm trên có mức giá là 7.500.000 đồng, chưa bao gồm phí ship. Các bác được tặng một cuốn băng để test đài, tặng một cái dây line in để các bác có thể kết nối điện thoại từ bên ngoài vào. Ngoài ra thì các bác cũng được tặng một dây nguồn zin đi theo đài, hoặc các bác có thể mua cái, hoặc là em có thể gửi cho các bác cái nguồn ngoài 12V để cắm trực tiếp điện 2.2. Con này nó có thể cắm được điện trực tiếp 2.2 qua cái adapter 12V. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.